Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn hay bị côn trùng chui vào tai, mũi vô cùng khó chịu nên phải tìm cách tống khử chúng ra bên ngoài. Và cô gái dưới đây đã bị gián tấn công vào tai và nằm trong đó tận 9 ngày mới gấp hết xác gián ra bên ngoài. Theo Daily Mail, tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô nàng Jordan Holly hốt hoảng khi cảm thấy trong tai mình có gì đó đang ngọ ngoại. Cô đã lao vào nhà tắm, nghiêng tai, dùng tăm bông ngoáy, làm đủ mọi cách để lấy vật lại ra ngoài. Tuy nhiên, cô càng lấy ra thì nó càng bị đẩy sâu vào bên trong. Sau đó, chồng của cô lấy đèn pin soi vào tai vợ mình, thấy thấy một vật thể màu nâu giống như chân gián. Rồi cả hai phải lái xe đến bệnh viện để nhờ các bác sĩ gấp ra. Đến bệnh viện, các bác sĩ đã lôi ra ngoài những phần cơ thể của một con gián chết từ tai của cô. Sau đó thì kê đơn thuốc kháng sinh và thuốc nhỏ tai để khử trùng và cho xuất viện về nhà. Vì vẫn còn ám ảnh dán bò vào tai mình nên cô đã mua nút tai trước khi trở về nhà ngủ tiếp. Tuy nhiên, hơn một tuần trôi qua, cô vẫn cảm thấy phần tai của mình có dấu hiệu không bình thường. Cô cảm thấy khó nghe hơn trước, khi ngáp cảm thấy đau, tai hay bị bùng, rất khó chịu. Cô tiếp tục đến gặp bác sĩ một lần nữa và lần này đã gấp ra được thêm một số mảnh xác dán còn sót lại. Điều này không khỏi khiến cô cảm thấy rùng mình. Chúng đã nằm trong tay cô tận 9 ngày, cô cảm thấy tức giận với người bác sĩ trước đó đã không cẩn thận xử lý khi dán bò vào tay cô. May mắn cho cô là dán chỉ vô tình chui vào tay cô, chứ không hề cắn nên không có bất kỳ vết thương hay nhiễm trùng nào cả. Côn trùng chui vào tai là một sự cố không thể lường trước được, nhất là khi đang ngủ. Đặc biệt, dán là con vật bẩn, hôi hám nên nhiều người cảm thấy sợ hãi tránh xa. Vì vậy, chúng ta nên giữ gìn nhà cửa sạch sẽ để tránh những trường hợp như thế này.